mưa gió đi đâu mà đóng thùng cứ như thịt với ông Thành. Tôi đi lấy thuốc có lại trời lạnh lắm, lại đang lấy thuốc cho nó lịch sự tí. Lịch sự cái gì mà lịch sự đóng thùng sơ vin. Mưa gió với lại dầm mưa riết nó cảm nhức đầu quá. Bị cảm hả? Làm gì vậy? Đi qua cái kêu anh chặt chai mà anh Hòa anh chưa chặt nữa. Mệt chết, thôi bữa nay nghỉ đi. Nghỉ đi ha. Ủa đi vậy cái này cái gì? Thuốc bắc. Thuốc bắc anh làm gì? Cái này thuốc bắc là thuốc xong á. Thuốc xong mua nhiêu đây? 201 ngàn. Đi ăn cướp à? Ông nào đi ăn cướp anh mà thuốc bắc chứ không phải thuốc nam đâu mà. Thuốc bắc mắc. Nó chứa dùm, đó 201 ngàn ghê vậy. Ông ra tiệm thuốc bắc, ông thuốc ông mua ông trả giá đi. Có ai đi mua thuốc trả không? À đúng rồi. Khổ. 200 mấy. Ôi mà sao anh không? Mà nó nghe cái gì? Ngày hôm qua ông tôi thấy ông cũng cảm là sao kỳ vậy? Em làm hết rồi. Cảm là phải dây dưa cả tầng hơn tầng nửa tháng. Không, cảm em chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày làm hết à. Ủa sao ông cũng thấy tôi bị bữa hôm qua, ông thấy tôi bị rồi mà sao ông chỉ mà bây giờ ông lại nói 2 3 ngày hết để tôi hết 201 ngàn rồi. Sao anh không nói em trước? Anh thấy tôi thì anh ngứa anh với gãi chứ em biết anh ngứa chỗ nào đâu. Anh ngứa dù anh ngứa em nói em được. Ôi, hôm nay em chỉ cho anh một cái mẹo hết nghẹt mũi, giải cảm mà không mất tiền. Thề luôn. Ông có uống thuốc, tôi nghĩ ông uống thuốc. Em không có uống thuốc. Em tôi thấy ông nặng lắm á. Em xài bài thuốc riêng của gia đình em. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn một cái mèo, ba cách giải cảm mà tôi hay làm. Để đầu tiên anh làm được cái mèo giải cảm của gia đình em á. Trời ơi là trời. Một miếng đường thôi anh. Cạo chứ múc cho được. Cạo. Trời ơi. Đại gia Khải. Ít thôi hả? Ê thôi. Ok rồi nha, anh đổ cho em một miếng nước nóng vô cho tan đường. Ít đường gì được không? Được. Rồi. Anh nào ít đường quá mà. Anh khuấy đều lên. Đây là cái mèo giải cảm cực kỳ hay nha bạn. Đây là cái mèo đầu tiên sẽ chỉ các bạn. Nếu bạn không có những thứ này thì chúng ta sẽ áp dụng qua cách thứ hai. Rồi. Rồi anh lấy dao anh vắt chanh vô. Tùy anh uống anh uống sao luôn. Rồi, thích bỏ thêm một miếng nữa được. Chua lắm. Rồi ok. Tiếp theo, ở nhà anh cái mật ong rừng đúng không? Chúng ta sẽ bỏ thêm một ít mật ong rừng vô đây. Cái mèo này hơi khó tại vì đây là mật ong. Nếu nhà bạn nào không có mật ong thì chúng ta làm cách khác nha. Chúng ta sẽ múc một ít mật ong rừng. Đây là mật ong nguyên chất nha. Chứ múc nhiều không? Múc vừa đủ. Múc vừa đủ múc. Vừa thôi chứ để phí. Thì múc một vừa đủ cho nó ngọt rồi. Nhiều được chứ không? Anh tiết kiệm vừa thôi anh Khải, anh chỉ bệnh danh chứ không phải bệnh cho em đâu anh Khải. Không, tôi sợ là nó nhiều quá nó phí uổng tại một. Anh chỉ bệnh cho anh hay là anh chỉ bệnh cho anh hay bệnh chỉ bệnh cho ai? Trời, chỉ bệnh cho mình mà còn tiết tiền nữa, tiết của nè. Bỏ vô, đừng có tiết của, bỏ vô. Quậy lên hả? Quậy lên. Nhiều đủ rồi hả? Thì miếng nó đi, trời ơi cho nó ngọt xíu. Đổ nín sợi dơ, đổ đi. Đổ miếng thôi. Ít thôi. Anh đâu rồi. Đúng rồi. Rồi bỏ đi. Không muốn rồi bây. Rồi, ok. Khi các bạn pha nước chanh, các bạn form cho một miếng mật ong rừng vào đây, mật ong vào đây. Mục đích của nước chanh á, mật ong rừng nó tác dụng với nhau, nó tạo ra một liệu thuốc rất là hay các bạn. Và khi chúng ta uống nước ấm nó có tác dụng là giúp cho cơ thể ta ấm lên. Rồi anh khuấy đều lên anh uống. Anh uống cho liên tục cho em giống như là uống nước sáng dậy làm ly, trưa dậy làm ly, chiều làm ly. Chúng ta anh cứ uống trong vòng 3 ngày á là sẽ bớt đi em. Anh uống đi, anh cảm giác là sao? Cơ bản là cái bài thuốc này phải uống ấm, không được uống lạnh. Chua, ngọt, thơm mùi mật ong. Đây là cách thứ nhất em chỉ anh. Anh lấy cho em một tép tỏi. Cái tỏi này nó mới là cái cao siêu nè. Các bạn luộc cho mình hai tép tỏi. Hai tỏi mà. To nhỏ. To đi. Nhỏ đi. Rồi đúng rồi, em gặp anh chị bệnh danh mà anh cứ của không em chết tôi luôn. Rồi. Để dành trừ ta. Rồi, các bạn luộc hết vỏ tỏi ra. Anh các bạn nước sôi á, các bạn trụng qua mình một nước sôi, mục đích của mình là muốn giảm cái độ hăng của tỏi. Rồi ok. Rồi khi bạn trụng nước sôi các bạn khuấy để cho nó giảm. Mà nó sôi cứ đông lắm à. Cho giảm độ hăng của tỏi rồi các bạn vớt ra để cho khô. Các bạn cứ tôi khuyên nhắc nhở từ từ. Trước khi các bạn làm này, tất cả những thứ cái đồ dụng của bạn đều là khô hết, không được dính một chút nước nào. Cái kỵ nha, không được dính nước. Cái mèo đã làm mèo là phải kỵ, không có dính một hạt nước nào dính trong đây nha. Để tôi lau luôn, là tôi lau chiều tôi uống luôn. Tôi lau sử dụng luôn. Anh lau sạch cái chén đó. Thường cái làm cái này các bạn làm trong một cái hũ nhỏ có nắp đậy. Dành ăn 2-3 ngày. Vậy tôi làm ít thôi, vậy làm tép thôi, tôi ăn liền bữa nay bây giờ. Đây, tỏi của em anh cũng chùi cho khô luôn. Em không muốn dính một hạt nước nào trong củ tỏi. Rồi ok. Dao cắt ra cũng khô luôn, cắt lát giống như là ăn phở á. Rồi. Cắt lát vô trong cái chén. Rồi, okay. Sau khi mà các bạn khô đúng không? Các bạn múc cho tôi một ít mật ong, các bạn đổ vô đây. Đổ mật ong vô trong.
Rồi ok. Ok được rồi đấy. Thêm một miếng xíu nữa đi. Nữa hả? Thêm miếng xíu nữa đi. Rồi. Cái mà tại vì tôi tính anh Khải anh tiết kiệm nên các bạn thông cảm, nhưng mà cái mục đích của tôi nè, các bạn ngâm trong cái hũ nha, cái hũ gọi là cái hũ hũ nhỏ nhỏ á, hũ xanh các bạn cắt vừa đủ, các bạn mục đích là mật ong ngâm với mật ong cho mục đích để cho mật ong nó hòa trộn đều vào trong tỏi á. Rồi nói chung cái này một lần ăn thì chế vậy ít được rồi, để chiều tôi làm nhiều hơn tôi. Nên nếu mà các bạn làm nhiều hơn, các bạn làm trong hũ các bạn đậy nắp lại. Mà nó phải khô hết nha, tất cả mọi thứ đều khô. Rồi sau khi các bạn ngâm, các bạn có thể ăn được trong 2-3 ngày ăn hết thì thôi. Rồi sau khi các bạn ngâm xong, các bạn lấy 2-3 lát các bạn ăn. Bây giờ trộn lên ăn thôi. Trộn ăn không, anh thích ngâm 2-3 ngày cũng được. Tại vì cái này là một liều thuốc ủ mà, nó rất là ngon. Rồi các bạn bỏ vô ăn. Đầu tiên ăn sẽ cảm giác như là hăng mũi đúng không? Đúng không? Cái hăng mũi không? Cái cây thay hăng đúng không? Nó xong xong lên á. Đúng, ok, cái điểm nhấn của em là muốn ở chỗ này. Các bạn ăn cho tôi liên tục sáng một bữa, trưa một bữa, chiều một bữa, các bạn ăn liên tục trong vòng 2 ngày hoặc 3 ngày, các bạn sẽ rút ngắn được quãng đường mà hết cảm rất là nhanh. Đúng, giống như thông thông để cho nó khỏi nghẹt mũi á. Đúng rồi, cái liệu pháp này rất là hay nha. Nhưng mà các bạn muốn tít lười làm ăn lắm, các bạn có thể làm được 5-6 tép hay là 7-8 tép. Các bạn đổ mật ong cho các bạn ngâm, các bạn bỏ trong cái hũ, các bạn đậy nắp lại, các bạn ăn từ từ. Một phần là các bạn cho gia đình của bạn ăn nữa. Nếu gia đình 5-6 người thì làm nhiều, nó ít người làm ít. Nó the thông thông lắm. Cái này không phải là kẹo hồ lô đâu mà anh ăn nhiều. Không, mà tôi cảm giác như nó muốn hết ngạt mũi rồi, tôi phái thôi, tôi quất thôi. Ăn cơm xong rồi ăn nha, ăn cơm xong rồi ăn. Sáng một bữa, trưa một bữa, chiều một bữa. Ăn liên tục 2-3 ngày, các bạn sẽ rút ngắn được khoảng thời gian các bạn bị giải cảm. Thay vì các bạn uống thuốc, đa số ông bà hay nói một câu là uống thuốc tây là hay dễ bị mục xương đúng không? Đau bao tử. Tại vì cái lý do đó ông bà ta cố gắng tìm những bài thuốc nhân gian để cố gắng hạn chế dùng thuốc tây, tại vì uống thuốc tây nhiều cũng không có tốt đâu mấy bạn ạ. Cho nên ông bà ta mới suy ra một cái mẹo. Cơm nha, ăn cơm xong các bạn mới ăn nha. Các bạn mà ăn chưa ăn cơm đó, các bạn hơi sót bao tử á. Rồi cái liệu pháp thứ ba là cái liệu pháp massage. Anh biết chính giữa trán là cái điểm điểm huyệt gì mà em quên rồi. Anh lấy hai cái ngón út của anh à. Alo. Cái ngón này là ngón trỏ. Rồi. Ngón cái em quên. Em gần idol nổi tiếng quá, em run. Về nha. Ai gần idol tiếng quá. Ngón bự nhất của em nè, là ngón bự á. Rồi, ok. Rồi, anh đặt lên hai cuối chân mày của anh. Alo, hai đầu chân mày. Em gần idol nổi tiếng quá mà mình là run rồi. Anh xoa rồi anh vuốt ngược lên. Khi mà anh xoa anh vuốt ngược lên, anh có cảm giác là giống như là cái mũi của anh nó đi ngược lại lên không? Anh thích nó lên nào đó, nhưng mà em thích làm màu, em thích hai cái này đó. Anh thích bự hả? Các bạn cứ vuốt quay lên nè. Cái liệu pháp thứ ba là cái liệu pháp này dùng cho những bạn nào mà đang là cái tâm điểm của nghẹt mũi á, có là đang bị nặng á, là nước mũi với nghẹt cứng không ra được á. Các bạn trong khi chờ đợi là làm thuốc á, các bạn hãy làm theo cách này. Các bạn xoa chỗ chân mày nè. Các bạn xoa mạnh lên, các bạn vuốt lên. Nó dịu bớt đúng không? Các bạn xoa nè. Xoa hai tay nha, các bạn vuốt lên. Xoa các bạn vuốt lên nè. Các bạn sẽ thấy được cái cảm giác là nó đỡ rất là nhiều và nó vuốt nó đỡ rất là nhiều. Đó, đây là liệu pháp thứ ba là bắp nhanh chóng nhưng mà nó đỡ thôi. Còn cái bài thuốc này chúng ta ăn hồi tôi ngủ luôn á. Đó, cái bài thuốc. Đây là ba cái mẹo mà tôi hay dùng để trong nghẹt mũi. Liệu thuốc thứ nhất là chanh. Nếu nhà bạn nào không có chanh á, các bạn dùng tỏi. Nhưng mà cái liệu thuốc thứ hai là cái liệu thuốc rồi rất là khó nha. Các bạn làm tất cả mọi thứ phải khô. Các bạn nhúng nước trùng tỏi phải khô và các bạn ngâm trong hũ cũng phải khô. Không được dính một hạt nước nào vào đây. Nếu mà dính vào một hạt nước là cái mẹo ta sẽ hư. Nhưng các bạn đây là ba mẹo các bạn có thể áp dụng được, trường hợp nào thì các bạn áp dụng. Tôi mong cho các bạn là nhanh giải cảm. Không, nhanh sổ mũi. Nhớ đăng ký bật chuông nha. Bye.